Sau hơn 2 tháng, hôm qua, hãng Soso Powerball đã công bố danh tính chủ nhân của tấm vé trúng giải độc đắc hơn 2 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 11. Đó là Edwin Castro, sống tại bang California. Dù không xuất hiện tại lễ công bố, Edwin Castro đã gửi một thông cáo báo chí cho biết mình đang rất vui mừng với chiến thắng và tuyên bố sẽ chọn nhận giải thưởng một lần để mang về khoảng 1 tỷ đô la Mỹ sau khi trừ các khoản thuế. Castro cũng thông báo sẽ chuyển 156 triệu đô la Mỹ tiền từ thiện vào quỹ giáo dục công lập của bang. Tháng 11 năm ngoái, chiếc vé số trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Powerball của nước Mỹ đã được bán ra tại một cửa hàng ở Antadena, cách trung tâm thành phố Los Angeles, California khoảng 24 km. Chủ cơ sở này cũng đã nhận phần thưởng trị giá 11 triệu đô la Mỹ sau khi bán được tấm vé trúng giải độc đắc. Đây là phần thưởng lớn nhất một người bán vé số có thể nhận được.